và rất vui được chào đón tất cả các bạn đến với chương trình học Anh văn lớp 11 của Trung tâm Học tập Điện tử Kadasha. Và tôi là Thùy Trang, sẽ là giáo viên Anh văn. Và cộng tác với chương trình của chúng ta sẽ có thầy Peter Harris, là thầy giáo viên bản ngữ của chúng ta. Hi, I'm Peter Harris and I'm from America. I hope that we can help you with your English. And so now let's move to the unit number one, unit about friendship. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào bài học đầu tiên của chúng ta, bài học về tình bạn nhé. But first of all, I want to give you some idioms about friendship and give you some information how to improve a good friendship. Và tôi sẽ cho các bạn thêm một cung cấp cho các bạn thêm một vài cái thành ngữ về tình bạn để giúp cho các bạn phát triển cái tình bạn của mình một cách tốt hơn. Now, let's move to the idiom number one. A friend in need is a friend indeed. So it means a true friend is a person who will help you when you really need help. Vậy thì câu thành ngữ a friend in need is a friend indeed, nó có một cái câu tương tự như vậy ở bên tiếng Việt, có nghĩa là có gian nan thì mới biết được lòng nhau, mới biết được là đâu là một cái người bạn tốt, người bạn chân thành. And the second idiom, even the best of friends must part. And so it means even very good friends cannot stay together forever. Và câu thành ngữ này thì nó có cái nghĩa là ngay cả khi mà mình có được một người bạn rất là tốt, một tình bạn rất là tốt, thì nó cũng sẽ không thể nào mà tồn tại lâu dài được. And the last idiom, short recognize make long friends. And it means if you borrow something from a friend, so pay it back as soon as possible so that the two of you remain friendly. Và câu thành ngữ short recommends make long friends có nghĩa là khi mà bạn chơi với bạn thân của mình, mà bạn có mượn cái gì đó của bạn mình thì cần phải trả lại cho bạn của mình, chứ đừng có nghĩ là hai bạn thôi mình chơi thân với nhau quá rồi thì đồ của bạn cũng như đồ của mình. So it's not good, điều đó là không nên. And now after three idioms, so let's move to the reading to get some information how to improve a good friendship. Và sau khi mà mình đã đọc qua ba câu thành ngữ này rồi thì chắc chắn là mình sẽ có một vài ý niệm để phát triển một cái tình bạn tốt là như thế nào. Và bước vào phần reading này thì thầy Peter sẽ giúp cho các bạn đọc bài reading lần đầu tiên nhé. Okay, here we go. Friendship. Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends. For true friendship is not common, and there are many people who seem to be incapable of it. For friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities. The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-edged affair. It lives by give and take, and no friendship can last long, which is all give on one side and all take on the other. Okay, the next one is consistency is the second quality. Some people do not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship. Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We do not think much of people who readily believe rumors and gossip about their friends.
Those who are easily influenced by rumors can never be good friends. Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others. Such people will never keep